Ngày hôm nay ta cùng họp khắp nơi đây, bọn người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday to you. Together.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and let's dive in tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời cùng vì sao sáng tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời hát với nhau lời chúc mừng. We'll be right back.
Lời nói đầu tiên thì Bắc Cường cũng thay mặt cho nhà rạp và Rulip cũng như thay mặt cho gia đình của Rulip cùng cảm ơn những tấm chân tình rất là báu của tất cả quý bà cô bác từ ngoài bên cũng như tất cả quý vị quý đã không ngày được xa xa xôi về đây chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của bé Quỳnh Nhi. Bắc Cường thay mặt cho gia đình của Rulip xin được tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào chất chồng nhất. Đến tất cả quý vị, một năm có 365 ngày và hành trình 365 ngày đó có ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của mọi người chúng ta. Và ngày hôm nay cũng là ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của bé Quỳnh Như. Vì đây cũng là cột mốc trong năm mà Quỳnh Như đón nhận thêm một tuổi mới, đón nhận tình cảm ưu ái và những lời chúc tốt lành nhất đến tất cả quý vị cùng bà cô bác đồng ngoại bên.
Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì gia đình của anh Gulit cùng có mở buổi tiệc chiêu đãi nhằm giới thiệu thiên thần nhỏ bé của anh chị vừa tròn 12 tuổi. Và ngày hôm nay thì Phát Trường cũng thay mặt cho Gulit cũng rất là cảm ơn quý vị đã không ngày đường xa xa xôi về đây chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ 12. Thì Phát Trường thay mặt cho Gulit cũng kính chúc tất cả quý vị thành viên chúng ta chào đón một năm 2023 với nhiều sức khỏe, nhiều thành đạt, làm ăn phát tài. Và Quang Trường cũng chúc cho bé Quỳnh Như, xin chúc cho bé được nhiều sức khỏe, học thật là giỏi, nghe lời bà cô bác, sau này cũng là trụ cột của gia đình cũng như là mầm non của xã hội. Thì bác Trường cũng thay mặt cho clip chúc tất cả quý vị người trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay có một buổi tiệc ngon miệng và một ngày tràn đầy những niềm vui. Và đến với tiệc sinh nhật ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng đã thưởng thức những món ăn rất đậm chất miền Tây đến từ ẩm thực dịch vụ nấu ăn Trung Cơm. Thì sẽ bắt đầu xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức một chương trình ca nhạc ở giao lưu để chúc mừng sinh nhật đó đến từ âm thanh ánh sáng Gulit. Và bắt đầu các quý vị chúng ta chờ lâu nữa, chương trình văn nghệ chúng tôi cũng xin phép được bắt đầu. Vâng, và để mở màn chương trình văn nghệ chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay cũng như là chào đón năm mới 2023 thì bác sĩ sẽ đến tất cả quý vị chúng ta với một ca khúc được mệnh danh Câu Chuyện Đầu Năm. Và xin kính chào quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thank you.
Thank you.
cảm ơn anh em, anh chị, cô bác đã đến chung vui trong bữa tiệc sinh nhật của con của Gulit. Cũng có gì hơn, năm mới cũng chúc anh em phát tài phát đạt. Xin cảm ơn anh em ạ. Thank you.
Thì một lần nữa tên lại màu của nhạc sĩ Minh Tuấn với bài hát cũng dễ thương.
với bài hát mà nói về thông điệp một mùa xuân cũng sắp tới đây đi. Thì mùa xuân sắp tới này chúng ta chuẩn bị còn vài ngày nữa sẽ bước qua 2023. Xin kính chúc tất cả quý vị khách bước sang năm mới an khang thịnh vượng.
sang hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta, nguyện em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan, ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Sống thành thơi làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đồ che khăn này, đôi môi hồng mịn cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi, thành thơ.